Hello, xin chào các bạn. Samsung Galaxy A03s, đây là chiếc điện thoại vừa mới được ra mắt của Samsung với mức giá 3.699.000 đồng cho chiếc máy này. Cụ thể thì với mức giá này, các bạn sẽ nhận được những gì thì các bạn hãy cùng mình xem hết video đánh giá này nhé, để xem là nó có xứng đáng với số tiền mà các bạn bỏ ra hay là không. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Đầu tiên là về phần thiết kế, Samsung A03s sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của những chiếc điện thoại đến từ dòng A với một cụm camera vuông vức và nó được đặt dọc như thế này. Mặt lưng của máy sẽ được làm khác biệt hơn một chút so với chiếc A02s khi mà nó sẽ được làm từ nhựa kết hợp cùng với những đường vân nổi, sờ vào thì sẽ rất là nhám tay và tạo độ bám cho các bạn khi cầm điện thoại. Còn khi mà các bạn lấy ngón tay trỏ để mà các bạn cạo cạo vào cái phần vân nổi này á, thì nó sẽ phát ra cái tiếng rít rít nghe rất là vui tai. Con này thì khi cầm lên sẽ khá là đầm tay, nó không quá là nặng nề đâu, rất là thoải mái khi mà các bạn cầm và sử dụng điện thoại bằng một tay. Máy sẽ có 3 phiên bản màu khác nhau để cho các bạn lựa chọn là xanh, đen và trắng. Cá nhân mình thì mình thích cái phiên bản màu trắng hơn, tại vì đơn giản là mình thích cái màu này thôi. Còn nếu như các bạn trầm tính hơn á, thì chắc chắn các bạn sẽ thích hai phiên bản màu còn lại là phiên bản màu đen và phiên bản màu xanh của chiếc A03s này. Cạnh phải của máy sẽ là vị trí của nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn, mà đặc biệt là nút nguồn sẽ được tích hợp thêm cái phần cảm biến vân tay có độ nhạy khá là tốt. Khi mà sử dụng thì nó sẽ tiện tay hơn rất là nhiều so với phần vân tay được đặt ở mặt lưng. Cạnh trái sẽ là nơi đặt hai SIM. Ở đây thì máy sẽ dùng hai SIM và một thẻ nhớ riêng biệt luôn. Cạnh trên sẽ chỉ có một cái mic thoại thôi. Còn phần cạnh đáy sẽ là nơi đặt hệ thống loa, mic, cổng sạc Type-C và jack tai nghe 3.5. Về tổng thể thì con A03s này nó sẽ sở hữu một thiết kế tuy là đơn giản nhưng mà nó lại khá là đẹp so với những đối thủ khác ở trong cùng phân khúc. Và mình thấy những sản phẩm của Samsung từ giá tốt như là con A03s này hay là những cái sản phẩm tầm trung hay kể cả là những sản phẩm flagship luôn thì nó đều có những cái độ hoàn thiện rất là cao về mặt thiết kế của sản phẩm. Mặt trước của máy sử dụng màn hình kích thước rất lớn, 6,5 inch. Với một không gian lớn như thế này thì chiếc A03s nó sẽ phù hợp với những người dùng cần một chiếc điện thoại có màn hình lớn hay là sử dụng với một phông chữ có kích thước to để dễ đọc và sử dụng hơn. Dĩ nhiên là ở mức giá này thì chiếc A03s sẽ chỉ sử dụng tấm nền TFT LCD thôi, với độ phân giải là HD+, vốn rất là quen thuộc trên các dòng máy dưới 4 triệu đồng. Chất lượng hiển thị của con A03s này thì nó vẫn rất là tốt ở trong tầm giá và chắc chắn là mình không thể nào mà đòi hỏi độ chi tiết của nó sẽ sắc nét như là Full HD hay là rực rỡ và tươi tắn như là tấm nền AMOLED được. Trải nghiệm của mình khi xem YouTube hay là xem phim thì nó vẫn có một cái cảm giác xem rất là tốt, màu sắc hay là độ chi tiết chắc chắn là vẫn làm cho các bạn hài lòng. Ưu điểm lớn nhất của tấm nền TFT ở trên chiếc A03s này đó chính là nó cực kỳ tiết kiệm pin. Đây cũng là chiếc máy có thời lượng sử dụng pin rất là lâu. Nếu như các bạn đang tìm kiếm cho mình một cái chiếc máy mà có pin trâu thì chiếc A03s này sẽ là một sự lựa chọn sáng giá dành cho các bạn. Samsung A03s sử dụng con chip Helio B35, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Cấu hình này thì nó sẽ đáp ứng rất tốt những nhu cầu sử dụng hàng ngày của các bạn như là nghe gọi, nhắn tin, lướt mạng xã hội, xem YouTube hay là chỉnh ảnh sống ảo này nọ. Nhưng có một điểm mà mình phải lưu ý cho các bạn như thế này là đối với một chiếc điện thoại thuộc phân khúc giá tốt của Samsung thì nó sẽ không dành để cho các bạn cày game đâu. Còn nếu như các bạn muốn tìm cho mình một cái chiếc điện thoại để có thể cày game tốt thì vẫn còn đó rất là nhiều sự lựa chọn tốt hơn như là những chiếc điện thoại đến từ Xiaomi, Realme, Poco v.v. rất là nhiều sẽ thích hợp cho việc cày game hơn là chiếc A03s này. Chiếc A03s thì nó sẽ hướng đến đối tượng người dùng là những người muốn trải nghiệm những sản phẩm giá tốt đến từ Samsung mà có thể đáp ứng tốt những cái tác vụ sử dụng hàng ngày của các bạn và tất nhiên là không phải là cày game nha. Máy được trang bị viên pin 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh 15W. Với những chiếc điện thoại pin 5000 đến từ nhà Samsung thì từ trước đến giờ đã rất là trâu rồi và con A03s này cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như mình chỉ sử dụng những tác vụ bình thường như là nghe gọi, nhắn tin hay là xem YouTube, TikTok thôi thì nó có thể trụ được lên đến là 2 ngày mới sạc lại. Samsung A03s sẽ có một camera selfie 5MP, phía sau sẽ là cụm 3 camera sâu với một cảm biến chính 13MP và camera macro cùng một camera đo độ sâu sẽ có cùng độ phân giải là 2MP. Máy có tốc độ chụp và bắt nét rất nhanh, gần như là tức thời luôn. Chất lượng ảnh cho ra từ con này khá là tốt, màu sắc nó sẽ không quá là rực rỡ nhưng mà độ chi tiết nó sẽ giữ lại khá là tốt. Nếu như các bạn có nhu cầu chụp ảnh thông thường để đi chơi chụp cho bạn bè thì chiếc máy này đáp ứng rất tốt và cho ra những tấm ảnh chất lượng trong điều kiện đủ sáng. Về tổng thể thì chiếc Samsung Galaxy A03s này nó đem lại cho người dùng nhiều trải nghiệm tốt. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ có một viên pin trâu 5000mAh, một cái màn hình ổn áp và camera đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh cơ bản của người dùng. Còn các bạn cảm thấy chiếc máy này như thế nào? Thì các bạn hãy để lại suy nghĩ của mình ở phía dưới phần comment nha. Và đừng quên là để lại cho tụi mình một like và một subscribe nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!